Cô muốn đọc hỏi sư cô trong cuộc sống của con, qua quá trình phấn đấu con được sự tin tưởng kỳ vọng của mọi người xung quanh từ thầy cô đến bạn bè. Tuy nhiên con cảm thấy những gì mà con đạt được là sự trải nghiệm trong cuộc sống của con, chứ con không nghĩ là qua đó mọi người sẽ kỳ vọng đặt niềm tin ở con, vì con sợ một ngày nào đó làm mọi người thất vọng. Con không biết sự kỳ vọng của mọi người dành cho con là tốt hay không tốt, nhưng mà kể từ khi đó mọi người đã đặt ra cho con nhiều công việc hơn, muốn con phải làm cái này cái kia. Mọi người buộc con hoàn thành nó một cách rất tốt. Con làm không được thì mọi người thất vọng, nhưng mà con không hiểu, vì con người thì đâu chuyện gì cũng có thể làm tốt đẹp được. Việc mọi người đặt kỳ vọng vào con làm con rất áp lực. Con chỉ muốn sống cuộc sống của mình là một người bình thường thôi ạ. Mong sư cô cho con lời khuyên. Ồ, cái này là bị mâu thuẫn trong cái cách đặt vấn đề đó. Tại vì chúng ta muốn làm một con người bình thường mà. Chúng ta muốn sống một cuộc sống tự do như mình mong muốn, không bị áp lực, không bị ai kỳ vọng mà, thì mình cứ sống thôi, đâu có ai ép mình không được sống như vậy đâu, đúng không? Mình cứ sống theo cái định hướng của mình đặt ra, mục đích của mình là gì, lý tưởng sống của mình, cái niềm vui sống của mình, và mình cứ sống nhẹ nhàng, thảnh thơi, sống chân thật với cái năng lực thực tế của mình và sống chân thật với chính bản chất con người của mình, nỗ lực chuyển hóa mình hàng ngày, thì như vậy mình đã có an lạc bất cứ lúc nào rồi. Còn người ngoài đặt cái kỳ vọng cho mình hay không, kệ người ta chứ. Người ta muốn đặt cái gì thì kệ họ, người ta mong muốn mình thế này, mong muốn mình thế kia thì kệ họ, đó là mong muốn của những cái đối phương xung quanh mình. Còn chính bản thân mình, cái năng lực mình tới đó, cái khả năng mình tới đó, cái giá trị đạo đức, cái đó cống hiến cho đời, cái đóng góp của mình nó chỉ tới đó, thì mình cứ sống tới đó thôi. Chứ nói cái này là cái vấn đề, ngay từ cách đặt vấn đề nó có vấn đề. Tức là cách cách đặt vấn đề nó ngầm ở trong này là mong muốn mình cầu toàn đó, mình đang mong muốn mình tốt hơn, ví dụ như vậy. Hồi đó sư cô kể một cái câu chuyện này để cho bạn lấy cái đó để làm ví dụ để sáng hơn cái vấn đề nè. Tức là sư cô có một em Hubei, Hubei là đàn em đó. Em viết luận án tiến sĩ nhưng mà em học rất giỏi nhé, tiếng Anh em giỏi hơn sư cô, tiếng Hàn em cũng rất là cứng cỏi, và không phải là em không có trình độ chuyên môn, nhưng mà mãi em không thể viết được một cái luận án tiến sĩ. Đó là em học tiến sĩ là cùng lúc với sư cô học, nhưng mà khi sư cô tốt nghiệp được một năm rồi thì em vẫn đang loay hoay với cái đề cương của em, và em gặp rất nhiều problem với lại giáo sư hướng dẫn của em. Thì khi hỏi ra thì thật sự không phải là em không có năng lực, mà là em quá là cầu toàn, em quá là muốn viết một cái luận án nó quá là xuất sắc đi, nó quá là xuất sắc, nó cái sự kỳ vọng lớn lao của em này làm cho em này không thể nào đặt bút viết được một cái câu gì cho ra hồn hết. Trong khi đó là em rất giỏi, nên là cái vấn đề cô thấy ở đây là cứ đặt bút mà viết đi, cứ viết đi, viết được 100 trang thì giáo sư hướng dẫn sẽ sửa lại, còn 90 trang hay còn 80 trang thì nó vẫn là còn cái của mình, đúng không? Đằng này khi mà mình đặt một cái yêu cầu quá cao, mình cứ sợ viết không hay, mình cứ sợ luận án của mình là rác, mình cứ sợ cái này là không hay, mình muốn nó hơn nữa, cứ muốn hơn nữa thì không bao giờ viết được luận án. Trong khi đây là năm thứ hai sau khi sư cô tốt nghiệp tiến sĩ rồi thì em đó vẫn chưa bảo vệ thành công được ngay cả đợt một nữa, chứ đừng nói là đến bảo vệ lần hai. Nếu mà bảo vệ lần một cho tới bảo vệ lần hai cho tới đi được cái ba cái con dấu, năm cái con dấu của trong hội đồng phản biện đâu phải đơn giản đâu, nó là cả một quá trình, mà ngay bây giờ mình không còn đặt bút viết thì là khi nào mình mới viết. Mà thật sự em đó rất giỏi, cô nói rồi, tiếng Anh giỏi hơn sư cô, tiếng Hàn siêu cứng cỏi và trình độ chuyên môn trải nghiệm rất là đầy đủ, trình độ của em xứng đáng là tiến sĩ chứ không phải không. Nhưng mà tại sao em không làm được? Là vì em quá là cầu toàn, em quá là mong muốn làm tốt hơn cái năng lực em đang có, tự em gây khó khó dễ cho em, tự em gây khó dễ cho em rất nhiều. Âm thầm ở đây mình có một cái gì đây, mình mong muốn là mình hoàn hảo hơn nè, mình mong muốn đáp ứng được kỳ vọng của giáo sư hướng dẫn lớn hơn nè, mình mong muốn là cái luận án của mình phải đóng góp xuất sắc hơn nè. Nhưng thực tế thì năng lực của mình chỉ tới mức độ này, mà tới mức độ này cũng đã đủ level để mình có thể nhận được cái học vị tiến sĩ rồi. Mà đâu phải nhận học vị tiến sĩ là ngừng nghiên cứu đâu, giống như là mình nhận cái bằng lái xe để mình có cái hợp pháp, mình bắt đầu lái xe và cái khả năng, cái trình độ lái xe của mình sẽ hoàn thiện hơn trong những cái ngày mà mình tập lái chứ. Chứ đâu phải mình lấy cái bằng lái xe xong rồi là mình nghỉ không lái xe nữa đâu, đúng không? Tương tự như vậy, mình lấy cái bằng tiến sĩ là mình hiểu cái phương pháp nghiên cứu, mình có cái phương pháp nghiên cứu khoa học đúng đắn để mình tiếp tục nghiên cứu và đóng góp thêm cho đời trong cái lĩnh vực học thuật, chứ không phải là lấy bằng nghiên cứu tiến sĩ xong là mình trở thành gọi là top ở trong cái gọi là trở thành học giả ngay được, đâu có được. Đó, nhưng mà bạn ở đây cũng tương tự như vậy. Thì trình độ mình tới đó, năng lực mình tới đó, khả năng mình tới đó, thì mình đã nỗ lực tới đó. Còn xung quanh ai kỳ vọng, ai đặt cái điều kiện gì kể người ta, mình đã nỗ lực hết sức là được rồi. Thì mình thảnh thơi nhẹ nhàng thôi, chứ mắc gì mình đem những cái kỳ vọng của họ máng vào trong người của mình chi cho cực vậy, đúng không? Sư cô bây giờ cao có một khúc mà, rồi bây giờ về đen đúa xấu xí, xong để ví dụ mẹ sư cô kỳ vọng hội con mình phải cao giống con người ta chứ, trời, 1m6, 1m7, trắng trẻo đẹp đẽ chứ.
Rồi sư cô thấy mẹ sư cô thất vọng về cô, cái cô cũng ráng làm sao mà kéo dài chân ra được, sao được, sao trắng ra được, sao trắng được, đúng không? Rồi hoặc là bây giờ mẹ cô hồi đó nhà cô không có con trai, mẹ cô rất 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 muốn sinh được một người con trai, xong cái sinh cô ra là con út rồi mà con gái nữa, trời mẹ cô thất vọng kinh dị lắm. Rồi bây giờ làm sao, cô đem cái kỳ vọng của mẹ thành trai được, cô biến cô thành trai sao, đâu được, đúng không? Mình cứ là mình thôi ha. Rồi khi mà mình cứ sống nhẹ nhàng, an lạc, thảnh thơi, năng lực mình tới đó, mọi người nhìn nhận tới đó, còn ai kỳ vọng thì kệ vậy thôi, thì vậy thì mới tốt. Còn bản thân mình dĩ nhiên nói vậy không có nghĩa là mình là cầu cào cào bằng, mình không có nỗ lực nữa, mình không có trau dồi nữa, không. Bác Hồ không có nghĩa là ngừng học, mình sẽ ngày càng vun bồi trau dồi thêm cái kỹ năng, cái đạo đức, cái trải nghiệm, cái năng lực trong công việc cũng như trong đời sống của mình, giới hạnh của mình cũng ngày càng được trau dồi tốt hơn. Nhưng khi đó mình làm với cái gì ạ? Vì cái mong muốn là cải thiện mình ngày càng tốt hơn, chuyển biến mình, chuyển hóa mình, làm gọi là gì ta, upgrade mình đó, cải tiến mình, cái phiên bản ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, đó là mình thành tựu. Còn ai kỳ vọng kệ. Sư cô có một cái slogan luôn nói với mọi người đó, đó là cô nói hoài luôn, gần như thuộc lòng luôn đó, kitega kumyon shimangi kunbobita, khi kỳ vọng mà càng lớn thì thất vọng sẽ càng nhiều, do đó không cần phải kỳ vọng mà nỗ lực hết sức là được. Bắt đầu bất kỳ một mối quan hệ gì, bắt đầu bất kỳ một cái công việc gì, sư cô không bao giờ kỳ vọng khủng khiếp hết, để chi, để thất vọng à. Ngược lại, sư cô dành hết cái nỗ lực cho cái công việc đó, hết sức chú tâm cho cái công việc đó, thì khi cái kết quả nó đến, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, trước sau rốt ráo nó như vậy, thì mình chấp nhận nó như vậy, mình đâu có khó khăn khổ não gì. Sư cô bắt đầu làm chùa với rất là nhiều cái ý tưởng, rất rất là nhiều cái hoài bão, mong muốn cái chùa Việt Nam mình ở đây nó sẽ có cái đường nét văn hóa Phật giáo, nó sẽ đầy đủ tiện nghi như thế này để mình tiếp cận với giới trẻ thế lọ thế chai. Nhưng mà năng lực tài chính của mình chỉ tới đó thôi, trình độ của mình chỉ tới đó thôi, thì mình không thể nào mà mong cầu cái lớn lao được. Vì thì mình biết bằng lòng với cái mình đang có, và với cái cơ sở vật chất đang có, mình nỗ lực phát huy, tận dụng tối đa hóa cái hiệu quả sử dụng, thì sư cô rất hài lòng. Chứ không thể nói là đợi khi mà mình có một cái cơ sở vật chất thật là hoàn hảo, giao thông tiện lợi giống như mình mong muốn thì mình mới làm đạo, còn không mình ứ làm đạo à, không thì mình thất vọng à, đâu có như vậy, đúng không? Vậy là mình đánh đồng cái giá trị của mình với những cái thành tựu mà mình đạt được, đâu có đúng. Mình đánh đồng cái giá trị của mình với những cái thiện pháp Phật sự, những cái kết quả mà mình thành tựu cũng chưa phải. Vì lý tưởng phụng sự của mình, vì cái giá trị, cái phẩm hạnh đạo đức của mình nó không lui sụp, bạn cũng vậy. Cái năng lực của bạn, cái vẻ đẹp của bạn, cái niềm tin của bạn, cái mà cái khả năng của bạn có thể trong một cái lĩnh vực nào đó, nó đã rất đẹp và rất trọn vẹn rồi. Mình ngày càng cải thiện nó thôi là được ha. Không ai sống thay đời sống cho ai hết á, cho nên người ta nói gì kệ người ta ha. Phật dạy thân người khó được, vì vậy mình phải chọn cái cách thật là ý nghĩa, sống sao cho trọn vẹn một cái kiếp người. Khi mà mình được cái thân người quý báu này, vừa cống hiến cho xã hội và vừa tự lợi lợi tha, vừa có cái sự thăng hoa trong đời sống tâm linh, thì nó mới không uổng một kiếp người ha. Chứ đừng có mất công mà lo lắng nhìn nhận những cái sự thất vọng của người xung quanh về mình làm chi, mất thời gian lắm.